không bị chèn ngược vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp ông Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiến chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ lắm cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ, tách rè và bán tất cả các loại chiến chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và nhấn chuông đăng ký kênh xem bạn. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần những gốc của chiếc chim này mà không bị tiền nhẹt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiến chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ, tách rè và bán tất cả các loại chiến chim di cư mới nhất theo năm tháng. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của chiếc chim này mà không bị tiền nhẹt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiến chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận.